Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé kênh của mình thì hãy bấm đăng ký để ủng hộ channel của mình nhé. Còn bây giờ thì let's go. Các bạn đầu tư vào AI Marketing, các bạn đã biết hoàn tiền mua sắm ngoại tuyến hay còn gọi là offline cutback là như thế nào chưa? Vậy thì hôm nay clip này mình sẽ chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm về cách hoàn tiền offline sau khi các bạn đã mua sắm và thanh toán hóa đơn. Các bạn có tin về điều đó không? Thì hoàn toàn là sự thật các bạn nhé, hoàn toàn là sự thật. Thì đây là cái hình ảnh mà các bạn có thể nhìn thấy là một cái sản phẩm của Starbucks. Cái số tiền hoàn đó là 0,12 đô và thời gian thanh toán trung bình là 15 ngày, tức là 15 ngày sau thì nó sẽ hoàn toàn thanh toán lại cho mình. Và cái mục của mình là mua sắm ngoại tuyến hay còn gọi là offline cutback các bạn nha, offline cutback. Thì ngoài cái việc kiếm tiền bằng market bot thì chúng ta hoàn toàn có thể kiếm tiền bằng mua sắm ngoại tuyến hay còn gọi là offline cutback. Thì hình dung đơn giản như các bạn sẽ đi mua sắm ở những cái cửa hàng mà AI marketing nó liên kết, nó cho phép, thì các bạn hoàn toàn có thể nhận được tiền hoàn có thể lên tới ít nhất là thấp nhất là 1,5% nha, 1,5% trên cái hóa đơn đó. Tuy nhiên để thỏa cái điều kiện của nó thì cũng rất là đơn giản thôi, hoàn toàn là đơn giản thôi. Sẽ rất là tuyệt vời cho những cái bạn nào mà đi mua sắm tại những cái cửa hàng như là KFC, ăn gà rán tại KFC, và hay là đi mua sắm tại siêu thị Auchan, hay là uống cà phê tại Starbucks Coffee, hay là những cái các bạn nào mà thích mua sắm về thời trang, H&M ha, đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, hay là những bạn nào là tín đồ về về giày ha, thì ví dụ như là sản phẩm của Nike, Adidas ha, đều rất là ok khi mà các bạn sẽ nhận được tiền hoàn. Và điều kiện của nó là các bạn phải có cho mình một cái thẻ Visa nhé, một cái thẻ Visa hay là thẻ Mastercard cũng được. Khi mà các bạn mua hàng và có một cái hóa đơn cho mình, thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard các bạn nhé, thanh toán bằng thẻ Visa hoặc là Mastercard thì các bạn sẽ được hoàn tiền. Và cái cách hoàn tiền như thế nào thì ngay sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì đầu tiên là khi mà mình mua sắm, mình mua nước tại cửa hàng Starbucks và cái tổng số giá trị của mình thanh toán bằng Visa, bằng thẻ Visa là 200.000 Việt Nam đồng nha, 200.000 Việt Nam đồng, tương đương với như vậy thì nó tương đương với cỡ khoảng 8 đô, khoảng 8 đô các bạn nhé, khoảng 8 đô. Vậy thì chúng ta sẽ nhận được 1,5% là bao nhiêu? 1,5% của 8 đô thì nó sẽ rơi vào 0,12 đô nhé. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào trong cái mục offline cutback. Các bạn bấm vào trong cái offline cutback này. Và sau đó thì các bạn sẽ nhìn xem, hình dung đây là những cái cửa hàng mà AI marketing nó cho phép hoàn tiền ngoại tuyến các bạn nhé. Ví dụ như là KFC, Auchan, Subway, Starbucks, đây là những cái mà thông dụng. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái mục khác nữa. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào quét xuống dưới và bấm vào trong mục yêu cầu hoàn tiền các bạn nhé, yêu cầu hoàn tiền. Các bạn bấm vào đây. Lúc này thì nó ra giao diện này nha. Thì các bạn bấm vào trong mục tải lên biên nhận. Các bạn bấm vào tải lên biên nhận. Ở cái mục này thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình đúng cái quốc gia mà mình đang mình mua sắm nha. Ví dụ như là các bạn đi mua sản phẩm của Starbucks
ở nước Việt Nam. Ví dụ như mình mua ở Việt Nam thì các bạn sẽ phải lựa chọn cho mình đúng cái địa bàn là Việt Nam nha các bạn nha. Đúng cái địa bàn là Việt Nam thì các bạn sẽ lựa chọn là Việt Nam, lựa chọn cho mình là Việt Nam, và các bạn sẽ bấm vào phần kế tiếp. Ở lúc này thì các bạn sẽ phải lưu ý cho mình bốn cái số cuối, lưu ý cho mình bốn cái số cuối của cái thẻ Visa hoặc là Mastercard nha. Bốn cái số cuối các bạn sẽ nhập lại. Và ở cái mục tải lên biên nhận thì các bạn sẽ nhập chọn cửa hàng. Lúc này chúng ta mua sản phẩm của cửa hàng nào thì các bạn sẽ lựa chọn vào cửa hàng đó, và các bạn nhập phần thành tiền Việt Nam đồng ở đây. Ví dụ như là sản phẩm các bạn mua là bao nhiêu tiền thì các bạn sẽ nhập đúng số tiền mà trên cái biên lai đó thanh toán. Các bạn phải ghi rất là chính xác vào đây nha. Ngày mua là ngày thứ bao nhiêu cũng các bạn cũng phải bấm vào đây. Cuối cùng là các bạn sẽ bấm vào phần tải lên biên nhận. Thì lúc này các bạn phải chụp hình cái hóa đơn đó, cái biên lai đó. Thì các bạn sẽ chụp hình và tải lên. Ở đây là cái phần mà lựa chọn cửa hàng. Thì đây có rất nhiều sản phẩm. Cái hóa đơn của mình là Starbucks nha. Thì mình phải chọn Starbucks. Lúc này mình bấm tải lên biên nhận này. Thì các bạn sẽ bấm tải lên biên nhận và thêm biên nhận vào đây. Thì lúc này thêm biên lai, các bạn bấm vào thêm biên lai thì nó sẽ báo là biên nhận của bạn đã được tải lên thành công, và chúng ta sẽ bấm vào đồng ý. Lúc này thì nó cũng hoàn tất. Lúc này nó hoàn tất và chúng ta sẽ sẵn sàng chờ đợi sự xét duyệt của AI Marketing, và chúng ta sẽ nhận được tiền hoàn trong vòng khoảng thời gian thanh toán trung bình khoảng bao nhiêu ngày thì do AI Marketing nó sẽ quyết định. Ví dụ như cái đơn hàng của ví dụ như cái hóa đơn biên lai của mình đây thì nó sẽ trả lại trong vòng 15 ngày và kể từ ngày 30 tháng 11, đúng không ạ? 30 tháng 11 và cho đến 15 tháng 12 chẳng hạn thì mình sẽ nhận được 0,12 đô, 0,12 đô, và như vậy thì nó sẽ hoàn tiền là 1,5% trên cái biên lai đó. Đó là điều rất là tuyệt vời các bạn nha. Đây là cái mục hoàn tiền ngoại tuyến offline cashback mà clip này mình chia sẻ cho các bạn. Các bạn thấy hay thì hãy like, share và comment cho mình để mình ra những clip hay hơn các bạn nhé. Cuối cùng mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng ký nhanh tài khoản iMarketing theo đường link hướng dẫn để ở phần mô tả. Các bạn sẽ bấm vào đó và đăng ký để nhận 50 đô miễn phí của chương trình, tương đương với 1.200.000 đồng. Các bạn bấm vào hình bộ não bên tay trái, không chọn ba hình còn lại. Các bạn lưu ý bấm vào hình bộ não. Ở đây các bạn sẽ chọn giới tính nào. Phần name các bạn sẽ đặt tên tiếng Việt không dấu, surname là họ. Đây các bạn sẽ chọn cho mình cái tài khoản Gmail mà các bạn đang dùng. Password các bạn sẽ đặt mật khẩu cho nó. Các bạn chọn vào I am not a robot, Jupiter. Các bạn đặt tên nickname cho robot. Như vậy thì tài khoản iMarketing đăng ký theo đường link hướng dẫn để nhận số dư quảng cáo là 50 đô đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Hãy like, share và subscribe để ủng hộ channel của mình nhé.